chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Thắng này. Các bạn ơi, ở cái video ngày hôm nọ thì bọn Thắng có dựng cái ngôi nhà ở trên cây và bọn nó bắt được cái con quỷ đầu loa đây. Nhưng mà bọn Thắng lại không tiêu diệt được cái con quỷ đầu loa đây rồi. Nên là nó trốn thoát khỏi cái ngôi nhà ở trên cây đây của bọn Thắng rồi. Cho nên là hôm nay sẽ có một điều cực kỳ đặc biệt xảy ra. Và bọn Thắng vẫn đi bắt cái con quỷ đầu loa nha. Vẫn đi tiêu diệt cái con quỷ đầu loa đấy. Nhưng mà hôm nay Thắng sẽ biến thành con quỷ lửa để đi tiêu diệt con quỷ đầu loa đấy. Ok, quá là đẳng cấp luôn. Nói chung là hôm nay Thắng sẽ biến thành con quỷ lửa cùng với 500 anh em trong Grow và Độc lại đi tiêu diệt, đi vào hắn trong rừng của con quỷ đầu loa này, tiêu diệt nó nha. Vậy và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng này, hãy nhớ đã đăng một like và đăng ký kênh thật nhiều để được xem video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Yo, ok các bạn ơi, các bạn đã nhìn thấy mình chưa? Đây mình sẽ chiêm ngưỡng cho tất cả các bạn xem cái thân hình của mình nè. Wow, đây là con quỷ lửa nha. Nhưng mà ở trong này khu rừng nó tối quá nên nó không phát ra lửa được à, hay là mình bị hết nhiên liệu, hay là ở trong đừng con này số lên hết đấy, con này SP6789 đấy, nên là mình bị yếu đi nhỉ. Nhưng mà mình không phát ra lửa này, nhưng mà các bạn nhìn mấy rồi, các bạn nhìn skin của mình chưa? Wow, các bạn nhìn mình ghê chưa? Thế này nha, cái con quỷ đầu loa không sợ mình mấy, gọi là ghê luôn. Các bạn ơi, sao mấy cái tên này không sợ mình nhỉ? Mấy cái tên này bật đèn lên, trời đất ơi, sao không bật đèn lên này, thì còn cầm súng nữa chứ, bật đèn lên. Ui, các bạn ấy này, đây là hai chú cảnh sát này các bạn ơi. Hello, để mình hello phát nha. Hello, thắng sang đây, hello. Ô xe, bùm. Mẹ, bọn nó đứng lên làm gì đây, bọn nó tìm cái gì các bạn ơi. Đi lên trên này tìm cái gì xem nào. Ui, đi lên đi, các bạn đi lên đây, đi lên đây. Đấy, phải có người đi lên đây, nếu không là một mình thì đi sợ lắm luôn. Đi lên đây, ôi có súng à, có súng thì cầm súng đi lên đây. Đi lên đây, ốp. Ui, bây giờ mình lên đây sợ lắm anh. Mấy bạn này bảo gì đấy? Mấy bạn này bảo là Sena, Paiku, cái gì mình không biết được. Mấy bạn là người Nhật hay người Việt Nam đây? Không biết đâu, đi lên đây soi xem nào các bạn ơi. Ui, sợ quá. Ui, sao đèn mình, các bạn ơi, lên trên này, đèn của mình tự nhiên tắt này. Ui, đèn của mình tự nhiên tắt là tối luôn này. Ơ như mình ở đây có khẩu súng sao các bạn ơi? Ở đây có khẩu súng sao này? Đèn tối quá. Ui dồi ui, các bạn ơi, tối quá. Rõ ràng là mình vừa nhìn thấy cái khẩu súng ở trên này. Đây có khẩu súng này các bạn ơi. Đây, mình sẽ nhặt cái khẩu súng này nhá. Đó, ok. Vậy là mình đã có một khẩu súng để phòng thân rồi. Biến thành quỷ lửa nhưng mà vẫn phải cầm súng để đi bắn nhau các bạn ơi. Let's go các bạn ơi, let's go. Let's go, đi xem bên này. Ui, bên này có một bạn này. Ui, bên này. Bên này có cái thẻ gì này các bạn ơi? Có tiền này các bạn ơi. Có tiền này. Ôi, bạn kinh nhánh mất của mình rồi. Ok, rồi let's go các bạn ơi. Let's go. Đi tiếp cho con quỷ loa thôi nhỉ. Đi này. Qua đây đi này. Ô sao mọi người cứ tập trung vào trong nhà này hết nhỉ các bạn nhỉ? Đây này. Hình như kiểu như là hiệu ứng số đông sao? Mở cửa ra. Thôi xong, mấy bạn kia đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà này rồi các bạn này. Không phải. Mấy bạn này đóng cửa lại, mình cứ tưởng là bị nhốt kẹt trong cái ngôi nhà này. Sao bắt đầu quỷ đầu loa nó sẽ nói to em. Mà bạn này cũng có đi cam này. Mà thôi bạn này, lên khẩu. Thôi, bây giờ đi tìm con quỷ đầu loa thôi các bạn ơi. Mấy bạn không đi à? Đi thôi. Bây giờ bọn mình phải đi tìm cái máy bay mà nó bị rơi xuống đây nè. Cái con quỷ đầu loa nó đang ở đây để làm đổ, làm hỏng, làm đắt bét cái máy bay luôn. Bây giờ mình phải đi tiêu diệt nó. Mình phải đi bắt ngửa đầu đây. Ui, bạn này cầm cái bản đồ này. Ui, mình bên này con quỷ lửa mà vẫn sợ cái con quỷ đấy này. Bây giờ phải đi tìm con quỷ SP. Ui, đèn mình tiến tắt này. Ok. Bây giờ đi tìm cái máy bay này, đi tìm con quỷ đó loa thôi các bạn. Đâu rồi các bạn, của mình đâu hết rồi các bạn. Wow, nhìn trăng sáng ơi sáng này. Ui, đèn của mình sẽ tiến tắt nhở. Đèn của mình tiến tắt luôn đâu. Bây giờ đi tìm máy bay các bạn ơi. Bây giờ đi tìm máy bay. Mình run quá, mình không còn nói được lên lời luôn. Bây giờ đi tìm cái máy bay nào. Máy bay đâu ui? Ui, đèn của mình, ui, nó tự nhiên tắt đèn vậy. Ui, cái máy bay đâu rồi các bạn ơi, tìm máy bay nào. Ui, sao đèn của mình tự nhiên nó tắt vậy. Ui, bây giờ còn đúng một mình đi nè. Ui, đèn ơi. Ui, đèn tự nhiên nó tắt nhỉ. Bật đèn lên nào. Ok.
Ôi, đây không bạn em ơi. May quá. May quá có một bạn rồi thì là mình không bị cô đơn nữa rồi các bạn ơi. Bạn chờ mình nữa, chờ mình nữa, chờ mình nữa. Ui, hay là mình chỉ sợ là bạn này nhìn thấy mình là con quý xong bạn ấy sợ ấy. Đúng rồi, đi thôi Thắng. Ui, đưa ra đâu vậy? Wow, trời sáng trăng luôn này các bạn này. Ui, đi đâu đây, đi đâu đây. Đi đâu đấy? Ui, hình như mình bên này, ui. Sao cái đèn của mình tự nhiên xong lại tắt nhở? Ở bên này, bạn ơi, đi theo mình bạn ơi. Đi thế này, ui, đây, ồ. Có một bạn này, hình như bạn này đang đi đá bóng hay thế nào. Bị con quỷ nó bắt vào đây nè. Ồ, đây bạn ơi, ồ, đã tìm được máy bay rồi, bây giờ, ồ. Có thùng tiếp tế nha bạn ơi, có thùng tiếp tế này. Ok, let's go. Xuống đây, nhặt súng. Ok, mình có súng này các bạn ơi. Mình đang có súng rồi. Ok. Bật súng lên. Đúng rồi. Wow, con quỷ thật các bạn. Hai con quỷ luôn. Bắn mày. Đúng rồi. Mình sẽ phải chặn cái máy bay các bạn ơi. Mình sẽ phải chặn cái máy bay để an toàn hơn này. Ok. Các bạn hình như mình chết rồi, xong rồi các bạn ơi, hình như là mình biến thành con quỷ nhá. Ok, mình mới chặn lên nè. Ok. Yo. Chạy xuống. Các ơi, mình biến thành một chỗ xong rồi. Thôi xong. Mình biến thành con quỷ lửa nhưng mà vẫn sợ cái con quỷ thân góc này. Ồ, mình bị tôi mạng chưa? Bây giờ mình đang ở đâu đây các bạn ơi? Mình đang ở đâu? Mình bị mất súng rồi. Ui, sao cái bạn này tự nhiên bị chết này? Ui, cái bạn này tự nhiên chết này các bạn ơi. Ui, bật đèn lên. Bật đèn lên, đi về hướng mặt trăng nhỉ để tìm máy bay các bạn ạ. Đi nhanh bạn ơi, bạn này. Ui, cái đèn của mình lại tắt này. Đi nhanh đi. Ui, sao cái đèn của mình toàn bị tắt thế này? Ô, cái đèn của mình, ui. Cái đèn của mình nó tự tắt luôn này. Ok. Rồi, ui, bạn này đi sang đây, bạn ơi. Đi sang đây. Cái gì đấy? À, đây là chú cảnh sát sao này. Chú cảnh sát đừng bắn cháu nhỉ, đừng bắn cháu. Bắn mình sao này. Ui, à, may quá chú cảnh sát này không bắn mình các bạn ơi. Chú cảnh sát này không bắn cái gì. Phải bắn mình ta. Không phải bắn mình các bạn ơi. Cả định của hai chú cảnh sát luôn nè. Hình như chú cảnh sát này đang bắt cái bạn này nè. Đó, cái bạn này bị bắt nè. Không, chú cảnh sát ơi, đây. Bây giờ cháu sẽ dẫn hai chú đi bắt con sở đen hít nhạc. Đây, các chú đi thẳng cho cháu. Đây này, các chú đi đường này. Đây, các chú đi thẳng hướng mặt trăng cho cháu. Ui, con quỷ Shredhead còn 8.000 máu nữa, không phải còn tầm khoảng 4.000 máu nữa thôi. Ok, let's go. Rồi, ui, mấy chú cảnh sát đi chậm quá các bạn ơi. Mấy chú cảnh sát kia đi cực kỳ là chậm luôn. Đi đường này. Mình quên mất cái vị trí máy bay thế nào. Tại vì trong này nó tối quá nên là mình không nhìn thấy ở đâu luôn. Ui, các bạn ơi, hình như, các bạn đi này. Hình như là mình tìm một cái thành phố bị bỏ hoang luôn nè. Toàn nhà là nhà luôn, đường cực kỳ là đẹp luôn nhưng đã bị bỏ hoang. Ui, có một bạn nữa này, bạn ơi, cho mình nữa. Thôi sao các bạn ơi, bạn đang nhìn thấy mình mặt quỷ nè. Đó, thế là bạn ấy sợ quá, bạn chạy mất tiêu luôn. Ô, bạn đã nhận ra mình rồi các bạn ơi, ok, bạn đã nhận ra mình rồi. Bạn ấy lại tiếp tục quay trở lại khám phá cái thành phố bị bỏ hoang này nè. Ok. Ui, con quỷ đó lại các bạn ơi. Con quỷ đó lại rồi. Bạn này thấy chưa, con quỷ đó ở trên mình nè, nó to quá mình không cả nhìn tới luôn nè. Wow, thì ra ở cái thành phố đấy cũng có con quỷ đồ loa luôn. Trời ơi, con quỷ đồ loa nó theo mình cũng ai đi, ai đi. Bạn này, bạn này kia đứng im dọa mình nhà mình sợ nè. Tiếp tục lên câu lại đi tìm thôi. Mình chưa cả khám phá xong cái thành phố đấy mà đã bị con quỷ đồ loa tiêu diệt luôn rồi các bạn ạ. Quá là chả luôn, bây giờ phải đi tìm đây, đi tìm máy bay kia để tiêu diệt con quỷ đồ loa này. Let's go thôi. Đấy, không biết cái cậu bạn này của mình dẫn hai chú cảnh sát đi nào mà từ lúc giờ chưa tìm thấy con quỷ đầu loa các bạn này đây. Cứ dẫn hai chú cảnh sát đi lạc đường ba lăng nhăng ba lung tung. Ui, mà hai chú định đi đâu đây? Định đến đây à? Ui, con mèo, trời ơi, con mèo bạn ơi. Con mèo. Các chú sẽ bắt nó. Ui, các chú cảnh sát bắt đi, các chú bắt đi. Đúng rồi, bắn đi. Chú cảnh sát cái bắn đi, đúng rồi đấy. Chú ơi, sao chú cảnh sát kia? Ui. Cậu ơi, con ui. Thôi xong, chú cảnh sát đây con mèo giết được bạn ơi. Chú cảnh sát đây con mèo giết được. Wow. Trời ơi, bạn ơi. Trời ơi. Bơi. Trời đất ơi. Ôi xong rồi, mình là con quỷ lửa mà mình còn sợ con mèo đấy. Ôi, con mèo nó bắt mình, Ôi, lên bờ, lên bờ, mạnh đây. Ô, con mèo nó sợ nước, sợ ui, con mèo không sợ nước. Ôi, trời ơi, nó vẫn bắt mình, trời ơi, bạn ơi. Wow, ui, nó bắt mình này, bạn ơi. Ui, cứu, cứu thôi bớt, con mèo kia nó bắt tôi, cứu thôi bớt. Wow, con mèo.
Con mèo cắt ton bạn ơi, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với, nó đuổi tôi nè, có ai không, có ai không, trời ơi trong khu này nguy hiểm quá, ơi có ai cứu tôi với, có ai cứu tôi với, không có ai cứu mình được bạn ơi. Nó cứ đuổi mình nè bạn ơi, nó cứ đuổi mình thế này thì mình chạy đâu rồi. Ôi đây này, đây các bạn ơi, bạn này to rồi, bạn này ngóng cú to rồi, bạn này ngóng cú to, ngồi trên đây, trên đây, ơi may quá, ngồi nhà trên đây, may quá. Bay quá, cua đây nè, bố mày đây nè, bố mày ở đây nè. Ok, ta có các bạn cứu mình rồi bạn ơi, chu lên. Wow, trời ơi không kịp lên, trời ơi, không kịp lên, wow con mèo lên thằng kia luôn. Thôi xong mấy bạn kia ở trên kia đi, nó bị mắc kẹt rồi bạn ơi, nó bị mắc kẹt rồi nè, mày xuống đây. Con mèo này nó bị mắc kẹt rồi nè, yeah. Các bạn ơi xuống kia, bắn con mèo đi, bắn con mèo đi. Đúng rồi, bắn nó đi. Đừng xoay mở ngoài. Con mèo sẽ đèn ra, con mèo. Ôi, sợ quá. Chạy lên đây thôi, sợ quá. Chạy lên đây thôi. Ôi, sợ quá, chạy lên đây thôi. Ôi, trông mày chật quá mọi người. Sợ quá, biến thành con quỷ đầu lửa mà vẫn. Ôi, sợ ôi, đâu rồi. Ôi, nó bị mắc kẹt ở đây bạn ơi. Tôi chạy. Chạy đi các bạn ơi, lon còn đuổi mình, ôi nó cứ đuổi mình luôn nè. Được rồi, mình sẽ chạy ra cái chỗ máy bay để cho các bạn gắng tiêu diệt nó luôn. Hai gà ơi, ôi, đuổi chúng sao bắn nó, đúng rồi, chúng sao bắn nó. Thôi sao bắn đi, ôi chúng sao bắn chậm nữa nhỉ, ôi, chết nè, ôi chú cảnh sát không giúp gì được thắng rồi các bạn ơi, nên mình phải chạy đi thôi. Chú cảnh sát không giúp gì được thắng rồi, mình phải chạy đi. Chắc là mình phải chạy thoát rồi. Ôi các bạn, mình phải chạy lên ô tô để thoát khỏi cái khu rừng này thôi. Mình phải đi tìm cái ô tô các bạn ơi, tìm cái ô tô. Nó đuổi mình nè bạn ơi, nó cứ đuổi mình luôn nè. Trời ơi, ôi không có ngôi nhà nào à? Đấy rồi, cái ô tô ở ngay đây các bạn nè. Trời ơi, lại thêm con quỷ nó đuổi mình rồi. Ghê quá. Ui trời ơi, cái bàn tay của nó sợ quá. Này hồi trong hang à. Đây là cái ngôi nhà gì đây? Ui trời ơi, mình bị nó vô một cái rồi. Chạy lao. Không biết, đây các bạn. Đây các bạn nè. Thôi xong bạn nữ này rồi. Bạn nữ này bị con mèo bắt nè. Tại sao? Wow, bạn nữ ơi, chạy đi. Ui trời ơi. Ôi không chuyển mục tiêu à, sao cứ đuổi mình như này. Ô bạn nữ này bị con quỷ kia đuổi rồi các bạn ơi. Các bạn nữ. Thôi sao bạn nữ kia. Ok. Yo. Ok đấy các bạn ơi. Wow, đây rồi. Ô tô rồi các bạn. Vậy bây giờ mình sẽ vào trong này, mình lấy một cái ô tô về mình thoát khỏi cái khu đường này mới được chứ. Cho mày nguy hiểm quá ơi. Let's go, mình sẽ tìm cái ô tô đẹp nhất để mình trốn. Ok. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình biến thành con quỷ lửa ấy, nhưng mà mình vẫn chưa thể tiêu diệt được con quỷ đầu loa đấy, vì cái con quỷ đầu loa nó cực kỳ là mạnh luôn, nó cứ chết đi rồi là hồi sinh. Mà trong cái khu rừng này lại còn có con mèo cát tông nữa, mà cái con mèo cát tông đấy sức mạnh của nó cực kỳ là ghê gớm luôn. Thôi bây giờ thôi mày, dùng ô tô thật chạy thoát khỏi cái khu rừng này thôi, chứ còn cái con quỷ đầu loa đấy cả cho nó sống tới già nó chết đi thôi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của Thắng nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.